sàng để đánh giá và hai ngành tham gia của ông bà Tuân. Rồi ban tổ chức xin giới thiệu một vị đại diện lên làm chương trình giờ cầu nguyện. Giới thiệu hai vị nhân dân Tuần Hương và Nam Hoa trước linh cứu của trường Nam Minh. Kính thưa linh hồn ông Nam Minh, kính thưa gia đình Tam Tuyến, nhận được tin ông Nam Minh được Chúa gọi về, hội dòng đến thánh giá Kim Lao Bùa Chu chúng con cùng với hai ngành thông gia của ông bà Tuân tới đây. Trước hết, xin được chia sẻ sự mất mát đau thương của gia đình Tam Tuyến. Sau xin được nhận lời cầu nguyện cho linh hồn ông Nam Minh. Với hội dòng đến thánh giá Kim Lao Bùa Chu chúng con, khi còn sống, ông Nam Minh đã quảng đại đóng góp cho công trình xây dựng của hội dòng chúng con. Và hội dòng chúng con xin hết lòng tri ân tấm lòng quảng đại mà ông Nam Minh đã dành cho chúng con. Với tâm tình và ước nguyện ấy, giờ đây chúng con cũng xin ký thác linh hồn ông Nam Minh cho Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót cho ông khi còn sống, và sớm đưa linh hồn ông Tam Linh về hưởng công danh Chúa. Và để giờ đây con xin kính mời cộng đoàn nhập cùng với chúng con dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Tam Linh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về đến gia đình có lời chia sẻ cũng như
với gia đình. Vậy ban tổ chức xin giới thiệu một vị đại diện nên dâng lễ vật trước linh cứu ông. Để tiếp nối chuyện nên dâng vòng hoa trước linh cứu ông. Để thứ nhất tinh thần xin dân 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 phút dân dân phút dân dân bắt đầu. Nhận được tin báo buồn của gia đình, cha và quý đoàn về trước hết dâng lời cầu nguyện cho cô trưởng. Vậy con xin trân trọng kính mời cha và quý đoàn. Nghe tin là ông trưởng gia đình đột ngột ra đi, đó là rất bàng hoàng cho bà trưởng cũng như tất cả anh chị em tang quyến, và cũng như là sự bàng hoàng cho cả giáo xứ cũng như là những người thân quen. Vậy trong tâm tình thương tiếc, ông trưởng Gia Minh, anh em chúng con xin hợp ý thân yêu với bà và toàn thể gia đình, anh chị em, các cháu. Và giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho ông Gia Minh. Nên dân cha và con và thánh thần. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, lương cha chỉ đến ý cha thể dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương được hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con tha trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy tâm nhận lời con nêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chắc tôi nào ai lỗi lầm, với Chúa hẳn có lòng đầy cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trở nên ngày hay mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Này Chúa xin con cho linh hồn con linh thần ý với đời đời và được sáng soi vô cùng. Này Chúa xin cứu lấy linh hồn con linh cho khỏi khổ cùng và được ý yên. Amen. Trời người con soi bước theo mẹ, lòng con biết nói hướng mẹ. Xin mẹ con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đừng đi trong gian nguy khó,
lời cầu nguyện nên Thiên Chúa, Thiên Chúa thứ tha và sớm đưa ông chịu ấn ra bên của dân tăng chúng con được phải hưởng chức tôn ân Chúa. Vậy con xin thay lời cho gia đình, xin chân thành cảm ơn cha, xin cha xa phòng cách để gia đình chúng con có lời cảm ơn. Để tiếp nối chương trình giờ biến, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng vũ trang xã Xuân Ngọc và làm giờ biến. Đứng trước linh cứu ông trưởng Ba Minh là đoàn lực lượng toàn ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng vũ trang xã Xuân Ngọc thì làm giờ biến. Vậy tôi xin trân trọng giới thiệu một vị lên điều hành chương trình. Kính thưa ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến cùng mọi người trong phòng tang, được tin báo buồn của đồng chí Trần Ngọc Kim, ông Trần Ngọc Sơn 250 về cõi Vĩnh Hằng. Đoàn chúng tôi gồm ông Ninh Đức Phú, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã cùng toàn thể anh em trong lực lượng vũ trang xã Xuân Ngọc đã về tề tiệu trước linh cứu ông. Lời đầu tiên thay mặt cho trong đoàn, tôi gửi tới bà cùng gia ta lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các quý vị, ông Trần Ngọc Sơn mất đi là một tổn thất lớn lao đối với bà cũng như đồng chí Trần Viết Kim nói chung. Để sau đây vào giờ biến, xin ban nhạc đang giúp chúng tôi phần nhạc lễ. Chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho trong đoàn nên dâng lễ vật, xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho trong đoàn lên tháp tuần hương. Kính tiếng ông, xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho các đoàn lên đặt vòng hoa. Kính tiếng ông, vòng hoa mang dòng chữ ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng vũ trang xã Xuân Ngọc kính tiếng. Để tưởng nhớ ông lần cuối, đề nghị tham đoàn chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa ban chỉ huy, thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý đoàn về đây. Giờ biến của quý đoàn hết, xin sang phòng khách gia đình được đón tiếp.
linh cứu ông trưởng Nga Minh là hội đền đồng giáo xứ Trung Ninh và hội đồng niên 81 nhận được tin báo buồn của gia tăng hai quý đoàn đã thành đạt đoàn về đây. Trước hết có lời phân yêu cũng như lời cầu nguyện cho ông trưởng Gia Minh, vậy tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho hai đoàn nên điều hành điều kiện. Kính thưa bà cò phụ và toàn thể gia đình Tam Quyến, hai đoàn chúng tôi là ban kèn đồng giáo xứ Trung Ninh và hội đồng niên 1981 quan hệ với anh chị Hưởng cũng tập trung để điều về nơi đây để nhân lời cầu nguyện con. Mà hai đoàn chúng tôi nhận được tin báo buồn của gia đình Tam Quyến cũng như anh chị Hưởng, hai đoàn chúng tôi rất bùi ngùi xúc động và tập trung thể điều về nơi đây trước tiên để dâng lời cầu nguyện cho ông Đa Minh và gửi sau là gửi tới gia đình Tam Quyến nói chung lời chia buồn sâu sắc nhất và các riêng ông bà Tùng Kinh cũng như ông bà Thượng Hưởng lời chia buồn sâu đậm nhất. Kính thưa ông Đa Minh, trong lúc còn bình sinh, ông cũng đã động viên tất cả các con, các cháu của ông cũng tham gia trong ban kèn giáo xứ một cách rất tốt đẹp và sốt sắng. Và giờ đây, chúng tôi không biết nói gì hơn hết, thì hai đoàn chúng tôi tập trung về đây để dâng lời cầu nguyện cho ông và sớm xin Chúa sớm đưa ông về nước trời. Và trước khi vào giờ cầu nguyện, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho hai đoàn lên sái nước Thánh. Để tiếp nối chương trình, tôi xin giới thiệu hai vị lên dân tòa hương trước linh cứu phụ. Và để tiếp nối chương trình, tôi xin một vị đại diện cho trong ban kèn có nắng hoa lên. Và tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho hội đồng niên khóa 81 có nắng hoa lên kính phía đồng. Và hai đoàn chúng tôi cũng xin trân trọng cũng xin kính mời tất cả các quý vị cùng trong phòng căng cùng. Và tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu một vị nên dân lễ vật trước linh sàn ông. Và để trước khi bài giờ cùng con và thanh thần we'll be right back.
linh thánh tay, mà là cho linh hồn Nam Minh được trở nên công thần của Chúa. Chính Chúa luôn nhận linh hồn Nam Minh vào nước thần sống muôn đời. Xin Chúa đem đời chúng con. Chúa, xin quay nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, là những kẻ hành tinh và phụng sự Chúa đến ngày. Xin cho lìa hy vọng cây chân của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua cõi đời này chúng con được dung hợp với ông Ca Minh trên nước Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận đời chúng con. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Ca Minh. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là linh hồn Ca Minh được phục sinh trong hào quang tỏi sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đứng trước những ông ở đây là đoàn đại biểu quốc tộc ông Hưu cùng hội Hiền Mẫu, hai bạn thân và 67 hội phụ nữ 67 Xuân Tiến đã về tới phòng tang để làm lời cầu nguyện. Giờ đây tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện cho các đoàn nên điều hành trở biến, xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa ban lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến, chúng tôi đoàn viếng đến từ giáo xứ đền thánh Kiên Lao, gồm có họ Ngô tộc ông Hưu, hai bản dòng và hội phụ nữ hội Hiền Mẫu giáo họ Đức Bà, cùng với anh em trong hội bạn thân, hai hội bạn thân của anh Thị Sang, trong mối tương quan với gia đình tang quyến và với hai gia đình anh chị Đoan và anh chị Sang. Nhận được tin Chúa gọi cụ Ca Minh về với Chúa, trong tình dòng ngó tình bạn bè thân hiếu và họ tộc, tối hôm nay chúng tôi trở về đây trước hết để có lời phân ưu chia sẻ sâu sắc với gia đình tang quyến, đồng thời tôi ghi nhận cho ngôi tộc Kiên Lao sẽ dâng vòng hoa viếng, xin trân trọng kính mời.
Phòng hoa mang dòng chữ vô tộc tiên lao kính viếng linh hồn Tam Linh. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện cho giáo dòng thuộc xóm 7 sẽ lên dâng vòng hoa trước tôn giáo Thiên Chúa và trước linh thú của Tam Linh. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện cho hội bạn thân anh chị sang lên dâng vòng hoa kính viếng. Trong mối tình liên quan mật thiết, anh em trong hội bạn thân của anh chị sang thuộc bạn bè thân thiết cũng có vòng hoa dâng kính trước tôn nhan Thiên Chúa và trước linh cứu của linh hồn Tam Linh. Xin trân trọng kính mời. Quý vị rất kính mến, Chúa đã gọi linh hồn ông Tam Linh về với Chúa trong tháng mân côi Đức Mẹ, nhưng dẫu sao chăng nữa thì trong mối tình của con người là một cuộc chia ly đầy nước mắt. Chúng tôi xin được bày tỏ và đồng cảm sự thương tiếc của gia đình Tam Quyến và xin chia sẻ sâu sắc với gia đình Tam Quyến nói chung, nhất là với gia đình anh chị Đoan và anh chị Sang nói riêng. Nguyện xin Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ nơi gia đình Tam Quyến và biến những đau thương thành những lời kinh nguyện để dâng lên trước tôn nhan Chúa. Xin mẹ Maria trong tháng mân côi sẽ dẫn đưa linh hồn Tam Linh để hưởng tôn nhan Chúa. Và trong phần cầu nguyện, xin kính mời quý công đoàn sẽ hiệp ý với trong đoàn chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Tam Linh. Thì... Bà con và thánh thần Amen. Xin ngồi bờ Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân trang trước thấm nhuần hồn ra chúng con, biến chúng con thải những chiến sĩ theo Chúa Kitô. Trên trời chúc con nguyện danh cha cả sáng nước cha chỉ đến đi ta thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói: bây giờ hồn thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin hãy tôn vinh danh cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ta đã tôn vinh danh ta, và ta sẽ còn tôn vinh nữa. Đó là lời Chúa. Mỗi người con Chúa đã được âu yếm dưỡng nuôi săn sóc và lớn dần lên nhờ hội thánh Chúa, với biết bao ân huệ Chúa quan tâm hội thánh. Xin Chúa ban cho linh hồn Đa Minh là một phần tử trong hiền thế của Chúa, được sum vầy muôn kiếp bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng ta. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy cha, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và nhìn đến những hoa trái tốt lành mà ơn cha đã giúp trổ sinh trong đời sống người thân chúng con đây.
xin cha tha thứ những thiếu sót của linh hồn Đa Minh và đón nhận linh hồn Đa Minh vào cõi sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Hình ô chiếu soi hết mọi linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây 2000 thông gia của gia đình chúng con đã bớt chút thời gian vàng ngọc đường xá xa xôi về đây dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, cầu nguyện cho ông chúng con. Vậy giờ đây thay mặt cho gia đình, con xin vô cùng cảm ơn và cúi đầu tri ân. Con xin cúi đầu cảm ơn các ông. Trong kính linh hồn ông trưởng Gia Linh giờ đây đứng trước linh cứu ông là tổ ép cọc và tổ lái xe quan hệ với anh chị Hưởng, nhận được tin báo buồn của gia tang cũng như anh chị Hưởng, hai tổ đã thành lập đoàn về trước hết có lời chia sẻ và chia buồn tới bà quản phụ cũng như gia tang. Vậy giờ đây ban tổ chức xin được giới thiệu một vị đại diện lên thắp tuần hương trước linh cứu ông. Để tiếp nối chương trình, xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện lên dân vũ quả cũng như lễ vật trước linh cứu ông. Để tiếp nối chương trình, xin trân trọng giới thiệu một vị dân vòng hoa và hai vị dân tuần hương lên trước linh cứu ông. Dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Không. Kính thưa tuân trường, cứu ông trưởng Đa Minh là hai quý đoàn nhận được tin báo buồn của gia tang, hai quý đoàn đã thành lập đoàn về đây trước hết thăm hỏi, động viên ân cần sâu sắc nhất tới gia đình. Vậy giờ đây hai quý đoàn, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại diện dâng lễ vật cũng như ngũ quả lên trước linh cứu ông. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại diện lên dâng vòng hoa trước linh cứu ông. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu ba vị đại diện lên dâng tuần hương trước linh cứu ông. Hôm nay được tin rất đau buồn người cha
của anh chị Kim cũng người như người cha của đoàn đồng ngũ chúng con. Khi được nhận tin báo buồn, xin trở về đây. Thứ nhất, xin được gửi lời chia buồn với gia đình Tăng Quyến cùng toàn thể tăng trưởng. Và cũng xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh, xin Chúa đón nhận, sớm đưa linh hồn Đa Minh cũng người là người cha, người ông, người cụ của gia đình cũng như người cha của chúng con mau được về nơi tịch quốc. Và giờ đây xin vĩnh biệt, xin mọi người cộng cùng với anh em chúng con xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Của ông trưởng Đa Minh là ba quý đoàn nhận được tin báo buồn của gia tăng, và quý đoàn đã thành lập đoàn về đây. Trước hết có lời chia sẻ ân cần sâu sắc nhất tới bà và gia tăng. Vậy để tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ba vị đại diện cho ba quý đoàn đến tháp tuần hương cũng như lễ vật. Xin trân trọng kính mời. Vì đại diện nên dân phẩm hòa trước linh cứu ông, xin trân trọng kính mời. Ông giờ đây xin mọi người hiện diện nơi phòng tang cùng với ba quý đoàn dành một phút mặc niệm. Tưởng nhớ theo phút mặc niệm bắt đầu. Không, kính thưa vậy ban tổ chức thay mặt lời cho gia đình xin trân trọng cảm ơn ba quý đoàn. Giờ đây giờ viếng của ba quý đoàn đấy, xin mời ba quý đoàn sang phòng khách để gia đình chúng tôi được đón tiếp. Trước linh cứu ông là hội đồng mục vụ giáo xứ, các ông bà trưởng các ban ngành, hội trống, hội kèn cùng quý cộng đoàn đang hiện diện nơi phòng tang trước linh cứu ông để làm giờ cầu nguyện. Vậy tôi xin trân trọng giới thiệu ông chủ lên điều hành giờ cầu nguyện. Thưa linh hồn ông trưởng Đa Minh, kính thưa bà và gia đình tang hiếu, kính thưa cộng đoàn giáo xứ, được tin Chúa gọi ông trưởng Đa Minh về với Chúa, trong tâm tình huynh đệ, tối nay toàn giáo xứ gồm ban hội đồng mục vụ giáo xứ, ban viên chức, ban gia trưởng, hội con đức mẹ, bốn giáo khu, ban ca đoàn giáo xứ, ban trống giáo xứ, ban kèn giáo xứ, ban dưới trẻ của giáo xứ, hội thánh tâm giáo xứ, hội đồng thương xót của giáo xứ và các ban ngành trong giáo xứ về phòng tang dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông trưởng Đa Minh. Xin Chúa nhân từ tha phần phạt cho ông và sớm đưa linh hồn ông về tôn nhan Chúa. Trước khi vào phần cầu nguyện, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị nên sái chiếu thánh. Xin kính mời. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời các trưởng ban ngành nên dâng hương trước linh cữu ông trưởng Du Xe Ân Gia Minh. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho giáo xứ nên dâng nắng hoa trước linh cữu ông Đa Minh.
tiếp theo. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu ban trống nên dân vòng hoa trước kính cứu ông trưởng Đa Minh. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng ban trống nối hồi để kính viếng ông trưởng Đa Minh. Tin ông trưởng Đa Minh đã nghe theo tiếng chú gọi, ông đã vội vã lặng lẽ ra đi, để lại cho anh chị em con cháu xa gần muôn tình cảm thương nhớ vô bờ bến. Đau thương này thật là vô hạn, tổn thất này hết sức lớn lao đối với Tàng Quyến. Vì thế giáo xứ xin chân thành gửi tới bà trưởng cùng quý Tàng Quyến lời phân ưu sâu đậm nhất, kính chân thành tri ân ông và hứa sẽ luôn cầu nguyện cho ông, dâng lễ cầu nguyện cho ông để ông sớm được nhận lòng thương xót của Chúa, sớm ân thưởng ông trên nước trời. Và giờ đây cộng đoàn xin được dâng lời cầu nguyện cho ông. Và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn niệm trải trên mọi nước, người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn chúng ta dành những phút cầu nguyện này, xin Chúa xót thương linh hồn Đa Minh và an ủi những người đang sầu khổ vì nghi biệt sau cái chết.
Này Chúa, Chúa chẳng để cho ai tin vào Chúa mà phải thất vọng. Linh hồn Đa Minh khi còn sống đã tin tưởng vào Chúa. Xin cho linh hồn Đa Minh được thấy dung nhan dịu hiền của Chúa trên quy tận là nước thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy thiên đàng, Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống và người chết, đã cho Đức Giê-xu sống lại. Xin cho linh hồn Đa Minh đã qua đời được phục sinh, và cho linh hồn Đa Minh được cùng với các thánh hưởng vinh quang hạnh phúc nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Linh hồn Đa Minh. Kính thưa ban mục vụ hội đồng của giáo xứ, kính thưa các trưởng ban ngành đoàn thể hội tổng nguyện của giáo xứ, rất kính mến, hôm nay gia đình nhà chúng con, ông của chúng con được Chúa gọi về nhà cha. Ông của chúng con ra đi rất là đột ngột. Đây là một nỗi mất mát đau xót vô cùng vô hạn đối với gia đình nhà chúng con. Vậy giờ đây gia đình nhà chúng con lại được các ông các bà trong cộng đoàn dân Chúa về đây dâng lời tổ nguyện nên Thiên Chúa cho ông chúng con. Cảm ơn các ông các bà hội đồng dân Chúa của xứ, và con xin cúi đầu tri ân và cảm tạ. Vậy giờ đây con xin cộng đoàn dân Chúa sang phòng bên để gia đình chúng con được đón tiếp. Alo. Yeah.
cháu đau quả. Lớp công gia cùng bà Tiến, cùng các con thiên nhiên, bố mẹ Thảo Ngân nhận được tin báo buồn, ông trưởng Nam Minh được cứu gọi về hai quý đoàn. Để đây trước hết có lời chia sẻ tới bà quản phụ cùng gia thang. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, tôi xin trân trọng giới thiệu ba vị đại diện lên thắp tổ nương trước niềm cứu ông trưởng Nam Minh. Để tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại diện lên đường ủng hộ trước niềm cứu ông. Xin Chúa thánh thần người thương tâm tiếng hồn con ban xuống cho con thần ân trang chứa cho rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba đôi nghe lời con kiến ta tình thương lên âm u con ngày đêm lần lần xác hồn tràn nàn ơn liêng. Trưởng Đa Minh là anh em hội cựu quân nhân, quan hệ với ông bà Kim, anh các con thiên nhiên của bố mẹ, các con thiên nhiên của bố mẹ Hưởng và các bạn bè thân của anh chị Hưởng. Về trước hết tôi xin trân trọng giới thiệu một vị nên điều hành giờ hiến. Kính thưa linh hồn ông Đa Minh, kính thưa gia đình và tang quyến, kính thưa các vị đại biểu hiện diện nơi phòng tang, trước linh cứu ông Đa Minh là bốn quý đoàn đại biểu. Một, quý đoàn đại biểu anh em cựu quân nhân anh chị Kim thuộc thôn Trung Linh. Hai, quý đoàn đại biểu các con thiêng liêng của bố mẹ Sơn. 3. Quý đoàn đại biểu các con thiêng liêng của bố mẹ Hưởng. 4. Quý đoàn đại biểu anh em bản thân anh chị Hưởng. 4. Quý đoàn chúng tôi nhận được tin báo buồn của gia đình tăng quyến báo tin ông Đa Minh của gia đình tăng quyến đã được Chúa gọi về nhà cha. Bốn đoàn chúng tôi thành lập đoàn trở về phòng tang trước linh cứu ông Đa Minh do ông Trần Viết Quyền làm trưởng đoàn. Vậy trước hết cho phép tôi thay mặt cho bốn đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến lời thăm hỏi, lời chia buồn ân cần sâu sắc nhất. Trong đêm thanh vắng này, hội cựu quân nhân thôn Trung Linh là anh em đồng nghiệp của anh chị Kim nhận được tin báo buồn
anh em chúng tôi trở về đây trước hết có lễ vật và có đôi lời chia sẻ cùng gia đình Tam Quyến, và đồng thời có đoàn đại biểu các con thiêng liêng của bố mẹ Sơn cũng như các con thiêng liêng của bố mẹ Hiền, của bố mẹ Hưởng và anh em chiến hữu của anh chị Hưởng. Trong những đêm thanh vắng này, bốn đoàn chúng tôi trở về trước linh cứu ông Đa Minh, trước hết có đôi lời chia sẻ và cầu nguyện cho ông. Tin chắc rằng trong đời bình sinh, ông rất quan tâm tới hội đồng ngũ của anh em chúng con, cũng như tất cả các đoàn hội đang tề tựu đứng trước ông đây. Hôm nay ông được Chúa gọi về, trước hết anh em trở về đây cầu nguyện cho ông, và ông cầu nguyện cho anh em chúng con, đặc biệt là các con thiêng liêng của ông và có con thiêng liêng của bố mẹ Hưởng và anh em chiến hữu của anh chị Hưởng. Trong giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho bốn đoàn nên xá nước thánh trước linh cứu ông Đa Minh, xin trân trọng được kính mời. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bốn vị đại biểu thay mặt cho bốn đoàn nên dâng tuần hương và lễ vật trước linh cứu ông Đa Minh, xin trân trọng được kính mời. Cho hội cựu quân nhân nên dâng nắng hoa trước linh cứu ông Đa Minh, xin trân trọng được kính mời. Xin trân trọng và giới thiệu kính mời một vị đại biểu đại diện cho quý đoàn đại biểu các con thiêng liêng bố mẹ Sơn nên dâng nắng hoa trước linh cứu ông Đa Minh, xin trân trọng được kính mời. Nắng hoa mang dòng chữ các con thiêng liêng bố mẹ Sơn kính viếng linh hồn Đa Minh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho các con thiêng liêng bố mẹ Hưởng nên dâng nắng hoa trước linh cứu ông Đa Minh. Nắng hoa mang dòng chữ các con thiêng liêng bố mẹ Hưởng kính viếng linh hồn Đa Minh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho anh em chiến hữu của anh chị Hưởng nên dâng nắng hoa trước linh cứu ông Đa Minh. Nắng hoa mang dòng chữ anh em chiến hữu của anh chị Hưởng kính viếng linh hồn Đa Minh. Đứng trước linh cứu của ông trưởng Đa Minh là cộng đoàn giáo khu Thánh Vinh Sơn, nhận được tin báo buồn của gia tăng, cộng đoàn đã thành đạt đoàn về đây trước hết có lời thân yêu và cùng lời dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Vậy ban tổ chức xin giới thiệu một vị đại diện bên điều hành chương trình giờ cầu nguyện. Kính thưa linh hồn ông Đa Minh, giáo khu Thánh Vi Sơn, chúng tôi được tin báo buồn, được tin Chúa gọi ông Đa Minh về cùng Chúa. Vậy trong giờ cầu nguyện trong giáo khu chúng tôi không biết nói gì hơn hết, thì chúng tôi cũng xin công đoàn của giáo khu cùng với công đoàn trong gia đàng cũng hợp một ý cầu nguyện, trong hợp một ý cùng giáo khu chúng tôi để cầu nguyện cho linh hồn ông Đa Minh. Dù bạn ở thế gian này còn có những gì thiếu sót, thì trong giờ cầu nguyện này cũng xin Chúa tha thứ hết mọi lỗi lầm cho ông Đa Minh. Chúa sẽ lỗi hồi chống để quý thiên cũng
chương trình, tôi xin giới thiệu một vị lên trái đất thánh. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu một vị lên dương hương. Của ông trưởng Kiều Đa Minh là tất cả các ông trưởng Tân Kiều, tất cả các ông bà trưởng các ban ngành, bố mẹ đứa trẻ cùng cộng đoàn giáo cô và anh em dân tộc Chăm cùng với cộng đoàn giáo cô về đây, trước hết có lời phân yêu cũng như cầu nguyện cho ông trưởng Kiều Đa Minh. Vậy ban tổ chức xin giới thiệu một vị đại diện đến điều hành chương trình giờ cầu nguyện. Trong kính linh hồn ông trưởng Kiều Đa Minh, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa ban tổ chức, hôm nay đứng trước linh cữu ông là cộng đoàn Thánh Giuse để được nhận được tin báo buồn. Cộng đoàn Thánh Giuse đã đi tụ về đây để trước hết dâng lời cầu nguyện cho ông. Giờ thứ hai, xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát đối với gia đình tan kiến. Để trước khi đi vào giờ cầu nguyện, tôi xin mời trân trọng một vị đại diện lên dâng hương trước linh cữu ông. Xin trân trọng kính mời. Để nối tiếp, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện lên sái nước thánh trước linh cữu ông. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp chương trình, tôi xin giới thiệu hai vị đại diện có tấm lễ lên vái chức linh cữu ông. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp chương trình, tôi xin kính mời một vị đại diện lên dâng vòng hoa trước linh cữu ông. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình, tôi xin một vị đại diện lên dâng cờ ảnh trước linh cữu ông. Xin trân trọng kính mời. Mời tất cả mọi quý vị nơi tang trường để hợp cùng một ý với đoàn chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho ông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chân đuôi tôi, chân đuôi con là điều gì? Chúa bảo vệ tôi, thế nào tôi còn sợ gì? Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì, người đã dẫn tôi về bên dòng suối mau, lối
thần cho những ai tin vào người. Vậy chúng ta hết lòng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúa là đấng thống trị muôn loài, xin cho hội thánh lữ hành biết nhìn lên Đức Kitô là đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, mà tiên chỉ phục vụ nhân loại đến cùng. Xin Chúa nhắn đời chúng con. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ sống lại với người. Xin cho linh hồn ông Đa Minh mà chúng ta cứ hành cầu nguyện hôm nay được Chúa thương nhận vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhắn đời chúng con. Xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người thân đã qua đời cùng biết sống xứng đáng để mai này hợp hoan với Chúa đến muôn đời. Xin Chúa nhắn lời chúng con. Của cộng đoàn giáo khu, xin mỗi một người chúng ta cho một cái nét hương để dâng lời cuối cùng cho ông. Kính thưa ông trưởng Tân Kiệu, thưa các ông bà trưởng các ban ngành, quý bố mẹ đứa trẻ cùng cộng đoàn giáo khu Thánh Giuse, ông trưởng Kiệu của chúng ta đây đã vâng nghe tiếng Chúa gọi về nhà cha. Hôm nay đặc biệt quý cộng đoàn tụ họp về phòng tang để có lời chia sẻ tới bà trưởng Kiệu cũng như gia tang và cầu nguyện cho ông trưởng Kiều Đa Minh. Xin Chúa sớm ban ân huệ cho ông trưởng Đa Minh của chúng ta. Vậy thay mặt cho gia tăng, xin chân thành cảm ơn quý các ông trưởng cùng cộng đoàn giáo khu. Xin mọi người tưởng nhớ tới ông trưởng Kiều bao nhiêu năm gắn bó, lúc nào luôn luôn cũng cùng cộng tác với giáo khu chúng ta. Hôm nay Chúa gọi về, xin chắc rằng lúc nào ông trưởng kêu của chúng ta lúc nào cũng gắn bó với giáo khu và cầu nguyện cho giáo khu mỗi ngày đêm thăng tiến và tốt sáng hơn. Và xin mỗi người kính biệt ông lần cuối một lời nha. Ban tổ chức xứ làng xin trân trọng kính mời và kính báo quý cộng đoàn, đặc biệt cộng đoàn giáo khu Thánh Giuse, chương trình tiễn đưa ông trưởng Kiều Đa Minh ra nơi an nghỉ cuối cùng đúng 7 giờ. Đoàn địa phương làm lễ tiễn biệt, sau đoàn địa phương là tất cả. Mời quý cộng đoàn ta Linh cứu ông trưởng Kiều chúng ta ra nơi đánh đường giáo xứ. Trân trọng kính mời quý cộng đoàn ta đúng giờ về tới ra phòng tang để cầu nguyện cho ông trưởng cũng như vĩnh biệt ông trưởng Kiều của chúng ta lần cuối. Sau giờ cầu nguyện của cộng đoàn giáo khu Thánh Giuse là cộng đoàn giáo dòng, vậy ban tổ chức xin trân trọng kính mời cộng đoàn giáo dòng chúng ta chuẩn bị vào làm giờ viếng và cầu nguyện cho ông trưởng Kiều Đa Minh. Trưởng Kiều Đa Minh của chúng con, xin cha chân nén hương lên trước lên chú ông Kiều, xin cha cũng cầu nguyện cho ông trưởng. Đây linh hồn bạn bè dâng lên ngài sư lắng nghe, cùng với bánh niên chiều nho, con xin dâng ngài hy sinh để thay muôn tội kinh. Trong
kính cha quê hương. Chúng con hôm nay rất là phúc đường cha bận công việc phục vụ Chúa ở nơi xa, nhưng cũng nhận được tin đông trưởng gia đình của chúng con Chúa gọi về. Hôm nay cha cũng dành thời gian về để chia sẻ những tâm tình nỗi buồn mất mát của bạn. Xin cúi đầu cảm tạ cha, xin cha tiếp tục cầu nguyện cho ông trưởng chịu gia đình của chúng con. Bây giờ đây là giờ viếng và cầu nguyện của giáo xong, mời ban tổ chức xin trân trọng kính mời tất cả các con cháu ra đón quý đoàn. Trong lênh đênh trên dòng đời, nào có biết, đâu giờ đây ta trở về thăm quê hương quê. Thưa ông trưởng Diệu Đa Minh, giờ đây là cộng đoàn giáo dòng trong dòng mà ông đã và đang được đi lại. Đặc biệt hôm nay ông được Chúa gọi về giáo dòng thật về đây để dâng lên lời cầu nguyện, xin Chúa tha thứ những phần phạt mà ông còn đang vướng phải. Về giờ đây ban tổ chức xin được giới thiệu một vị đại diện lên điều hành giờ cầu nguyện. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà trưởng, thưa tất cả các con cháu cùng tăng quyến, giáo dòng chúng tôi nhận được tin báo buồn của bà cũng như các con các cháu cùng tăng quyến. Ông Đa Minh, Chúa đã gọi ra khỏi thế gian về với Chúa. Nhận được tin báo buồn, chúng tôi đã thành lập đoàn đến tăng trường trước linh cữu ông Đa Minh, trước hết dâng lời cầu nguyện và có lời thăm hỏi, lời động viên, lời chia buồn ân cần sâu sắc nhất tới trên. Ông Đa Minh còn điều gì thiếu sót trong 74 năm thương trường? Qua lời cầu nguyện của khu xóm chúng tôi, xin Chúa chúng ta dẫn ông Đa Minh về nước trời. Bây giờ đây, trước khi vào giờ cầu nguyện, tôi xin trân trọng và kính mời một ông đại diện cho giáo dòng Đình Thái Đức Thánh. Xin trân trọng kính mời. Thầy Chúa, khi Chúa dùng ngành hoa thảo giải nước trên con thì con được sạch, xin rửa con thì con được trắng hơn tuyết. Tôi xin Đình Dân Hương xin trân trọng kính mời. Lạy Chúa, chúng con dâng những nén hương trầm lên tới Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn ông Đa Minh. Người anh em chúng tín hữu chúng con đây là linh hồn Đa Minh, cũng như mọi kẻ đã qua đời trong ân nghĩa Đức Kitô sẽ được sống lại với người trong ngày sau hết. Chúng con cảm tạ Cha vì khi ông Đa Minh còn sống ở đời này, Cha đã ban cho linh hồn Đa Minh muôn vạn ân huệ, làm dấu chỉ cho chúng con nhận thấy lòng nhân hậu của Cha và mầu nhiệm các thánh cùng hiệp thông trong Đức Kitô. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót, xin lắng nghe lời chúng con cần nguyện mà mở cửa thiên đàng cho linh hồn Đa Minh được vào. Xin Cha giúp chúng con là những người còn ở lại biết lấy đức tin mà an ủi nhau, đời ngày tất cả chúng con được tái ngộ trong Đức Kitô và được cùng người anh em chúng con sống bên Cha mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý đoàn. Xin quý đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ông trưởng Đa Minh. Bây giờ đây, giờ biến của quý đoàn đã hết. Xin mời quý đoàn sang phòng khách để gia tăng chúng tôi được đón tiếp. Đến trước mình chỉ là ông trưởng Đa
đình là rất khó buồn buồn bí mật được tỉnh an ninh. Nhận được tin báo buồn của gia tăng, ông đã về với tiên tổ. Và giờ đây tôi xin mời tất cả 13 vị lên thắp tuần hương trước linh cứu ông. Xin trân trọng kính mời. Để xin lễ tinh thần tôi xin trân trọng giới thiệu một vị nhân dân lễ vật cũng như lễ quả lên trước linh cứu ông. Xin trân trọng kính mời. Quý vị hiện diện nơi phòng ăn cùng với các cháu dành một phút mặc niệm cùng nhớ thương, phút mặc niệm đó.